Bản thân mình là một đứa trẻ con, thành ra là khi mình lớn lên mình cũng thích bóng bóng rồi. Khi nào trẻ con hết thích bóng bóng thì cái nghề này mới hết được. Tôi tên là Hồ Trí Thiệu, năm nay tôi 37 tuổi. Tôi đến với cái nghề bóng bóng nghệ thuật này cũng được 12 năm trong một lần tình cờ ở Thái Lan. Vì tôi cũng thấy người ta làm cái nghệ thuật bóng bóng này thì tôi thấy rất là thích thú với nó, và Việt Nam mình chưa có ai làm nghề này. Thế là tôi bắt đầu tìm tòi và học hỏi nghề này và tôi về Việt Nam làm. Tôi bắt đầu mua sách về từ mày mò và từ tìm hiểu. Lúc đầu thì làm những cái đơn giản thôi, ví dụ như những hình con chó như vậy. Sách có sách hướng dẫn, rồi những bông hoa như vậy đơn giản thôi. Sau này thì dần dần mình cứ học hỏi dần thì nó mới làm được những cái sản phẩm to hơn, đẹp hơn. Lần đầu tiên tôi biểu diễn cái bóng bóng nghệ thuật này ở Việt Nam, nó chính là ở công viên 30 tháng 4, trước dinh Thống Nhất. Tất cả mọi người đều súng lại và xem. Tôi rất là thích thú bởi vì ý tưởng và cái mong muốn của tôi là muốn cho mọi người thấy được cái bóng bóng nghệ thuật này nó có sức hút. Và tôi cũng đã là người làm được điều đó và tôi rất thích. Và sau thời gian dài thì tôi cũng được nhiều người gọi đi làm show, giống như là đến là trang trí tiệc sinh nhật, rồi đến làm chủ hề trong tiệc sinh nhật, hoặc là các cái đám tiệc thôi nôi, hoặc là các cái sự kiện công ty. Dần dần thì bây giờ có một lượng khách hàng cũng ổn định và nhờ đó thì cũng có thu nhập tốt. Với cái công việc như tôi thì lúc đầu tôi nghĩ rằng là đơn giản là chỉ là làm cho vui thôi, nhưng mình dần dần nó cũng mang lại thu nhập cho mình, thành ra là một thành một cái nghề. Để trang trí thì các bạn thấy ở phía sau tôi thấy có rất là nhiều bóng bóng và nhiều hình thù khác nhau. Có một số màu không có được theo như cái ý của khách hàng, thành ra là tôi phải nhập thêm bóng bóng của Thái Lan và bóng bóng của Trung Quốc. Cái loại ni lông này nè thì nó sẽ dùng được rất là lâu, bơm lên thì nó sẽ dùng được khoảng nửa năm. Còn bóng bóng cao su thì nó sẽ bị hư theo thời gian, ví dụ 1-2 tiếng, 3 tiếng, 5 tiếng. Đặc biệt là phải có bơm. Cái này thì bóng bóng dài thì mình phải bơm nó rất là nhiều, thì phải dùng cái máy này. Bơm tay thì bơm ít, hoặc là làm chú hề thì mình bơm tay. Cái khuôn để đo bóng bóng, đây là trợ thủ đắc lực của mình để biết được là size của nó là bao nhiêu. Từ những cái bóng bóng tròn mình kết lại với nhau. Trong cái bóng bóng tròn nó có nhiều loại khác nhau. Bóng bóng có những cái cuống phía sau là bóng bóng liên kết, là bóng bóng tròn không, bóng bóng tròn nhỏ, bóng bóng tròn to, và bóng tròn nhưng mà nó dài dài thêm một chút. Nó có rất là nhiều kiểu khác nhau, nhưng mà đa số là thì những cái này là bóng bóng có liên kết với nhau thì mình sử dụng nó để liên kết thành một cái backdrop, và nhiều kiểu backdrop khác nhau nữa. 90% là sử dụng bóng bóng ở Việt Nam. Khi mình làm bóng bóng á thì nó phải qua một thời gian gọi là rèn luyện và tập luyện hàng ngày. Thành ra là có những cái kỹ thuật và cái thao tác á, nó sẽ rất là nhanh và phải dứt khoát. Ví dụ cái bóng bóng này đây, mình ngắt. Ngắt bể mà nó không cái bể hoàn toàn, nó chỉ bể chỗ mình ngắt thôi. Ví dụ những cái thao tác như vậy đây. Âm ba la. Thổi bóng bóng lên, nhưng mà thực tế nó là cái bóng bóng ở dưới này mình bóp nó lên. Đó. Mình phải có kỹ thuật. Về các con thú thì nó cũng có nhiều cách để làm khác nhau. Như con chó này đơn giản nhất trong các cái hình thù làm cái hình tạo hình. Còn có những cái hình khác giống như là hình các bạn thấy là hình Doraemon này cũng là hơi phức tạp một chút. Nếu mà trường hợp mà muốn học được cái này thì mình phải mất 1 đến 2 ngày. 10 năm về trước tôi làm thì tôi bán với cái giá là khoảng 30.000 một con như vậy. Khá lâu rồi tôi không đi bán bóng bóng mà chỉ đi làm show, làm chú hề thôi. Khi nghề trang trí thì nó sẽ đa số là theo yêu cầu của khách hàng. Khi mà trang trí thì tất nhiên là mình phải demo những cái hình ảnh cho khách trước để khách duyệt, xong rồi mình mới làm theo cái đó. Ví dụ như là họ đặt một cái tiệc sinh nhật thì họ yêu cầu là cái tiệc sinh nhật này chủ đề là Minion, thì
thì mình sẽ phối màu sắc chủ đề theo cái tông màu của phim Minion. Thông thường thì một cái backdrop như vậy thì khoảng tầm trung bình khoảng tầm 2 đến 4 tiếng. Có những cái event mình làm khoảng 2 ngày ấy, làm một cái event, làm cái sự kiện xong thì mình phải chết bỏ. Tất nhiên là nó cũng sẽ xót xa lắm, nhưng mà vì điều kiện thôi. Mình làm 5 tiếng nhưng mà chích khoảng 10 phút thôi là xong rồi. Lúc đầu thì chỉ còn một mình thôi, làm ở Việt Nam thì một mình thôi. Sau này tôi mới thấy rằng là nếu như mình làm một mình á, thì nó sẽ không hiệu quả bằng làm nhiều người. Thì tôi mới bắt đầu hướng dẫn và dạy, mở lớp dạy cho nhiều người. Tôi đã dạy ở nhà văn hóa phụ nữ cũng như là cung văn hóa lao động. Trung tâm họ mở khóa liên tục, cứ mỗi tháng là mỗi khóa, mỗi tháng là mỗi khóa như vậy. Thực ra mà nói thì bóng bóng nó cho rất là nhiều người có thu nhập ổn định. Mình cũng rất là tự hào về nó. Tại thực tế là lúc đầu thì cũng dạy cho người ta, nghĩ rằng là mình chỉ dạy để cho họ có niềm đam mê, họ có thích thú như mình thôi. Mới cách đây khoảng 2 tuần tôi cũng có gặp một ông chú lớn tuổi. Ông cũng có tới, ông cũng rất là cảm ơn vì học được cái nghề của tôi. Và cái nghề này tạo cho chú có công việc tốt, thu nhập tốt. Thế nên chú rất là cảm ơn rất là nhiều. Nghề bóng bóng thì thứ nhất là rèn luyện cho mình cái kỹ năng về sự sáng tạo. Và song song đó thì giúp cho mình có cái kiên trì một chút. Ví dụ có những cái mình phải làm tới một nửa ngày ấy. Từ sáng đến trưa mình làm chưa xong, mình cứ phải làm đến xong. Có những lúc bị bể, bể thì mình sẽ khắc phục ngay từ chỗ bể đó. Có những cái là phải làm lại từ đầu, tại vì nó đan xen được với nhau. Cuộc sống mà ai cũng phải có những lúc này lúc khác. Ví dụ như là quá nhiều cái sự kiện họ gọi mình thì mình cũng rất là áp lực, nó cũng mệt mỏi, cũng đôi khi cũng nghĩ là mình nên nghỉ, kiếm cái công việc khác. Nhưng mà thực tế nó là một cái gì đó mang lại cuộc sống cho mình, thành ra là mình phải cố gắng và duy trì nó thôi. Còn để chán thì mình nghĩ là không được phép chán. Cái nghề tạo hình bóng bóng tôi nghĩ rằng nó sẽ còn phát triển dài hơn 10 năm nữa, và thậm chí là nhiều hơn nữa. Bản thân mình là một đứa trẻ con, thành ra là khi mình lớn lên mình cũng thích bóng bóng rồi. Thành ra là chưa bao giờ mình thấy sợ bóng bóng cả, mình cứ thích bóng bóng như vậy. Khi nào trẻ con hết thích bóng bóng thì cái nghề này mới hết được. Ở đây nó không phải là từ yêu nghề nữa, mà là gọi là nó mang lại giá trị tốt hơn những gì tôi mang đến cho nhiều người khác. Không nghĩ đó là một cái gì đó lớn lao, chỉ nghĩ rằng là mình làm với sự thích thú và mong muốn rằng là nhiều người được đón nhận cái nghệ thuật này thôi. Nếu mà được quay lại thì tôi nghĩ rằng là tôi sẽ làm nó sớm hơn nữa để phát triển nó hơn nữa.